em có thể hỏi một cái câu được không với cả ba người? Nghe anh nghe kèo hỏi của em coi coi nó đáng được hỏi không thử. Yes, em chỉ muốn hỏi là cả ba bạn và tất nhiên là cả các bạn người nước ngoài, các bạn có biết chính xác who am I không? For your love. Chả biết. Sure. Ready to go? Okay. Hương Giang thân mến, 007 Flower luôn luôn ở cạnh bên em. Một bó bông đẹp nhất từ trước tới giờ, to nhất từ trước tới giờ. Và hôm nay anh giao nó cho em. Hy vọng em chọn đúng. Chàng trai may mắn nào sẽ nhận được bó hoa từ Hương Giang? Kết quả sẽ có ở phần tiếp theo. Mami ơi, cho con một con số đi. Giơ bàn tay lên cho con thử xem mami chọn số mấy. Một trong những lý do mà tại sao em không bao giờ công khai cái chuyện tình cảm của mình ý, là bởi vì em không tin là nó lâu dài. Thật lòng là như vậy. Nhưng mà ngày hôm nay đã dám ngồi ở đây thì em cũng sẽ thay đổi suy nghĩ. Bây giờ thì sẽ gạt đi nước mắt và em nghĩ là em sẽ đưa ra lựa chọn của mình. Ok. Anh hy vọng là em sẽ là người chạm đến trái tim của anh, cho anh cơ hội để chăm sóc em nhiều hơn và bảo vệ em. Anh không phải là người Việt, nhưng câu nói này vô cùng quan trọng, nên anh sẽ dùng tiếng Việt để em cảm nhận rõ nhất sự chân thành của anh. Nếu em chọn anh, em không cần hỏi anh đang ở đâu nữa, vì anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em. Anh biết rằng tất cả chàng trai trên đây đều muốn là chủ nhân của bó hoa đó. Đây là lúc em lắng nghe cảm xúc của mình. Anh tin vào cảm xúc của em. Bạn có muốn thử một lần có người yêu là hoa hậu không? Trời ơi trời, tôi muốn xỉu. Yeah. Tôi nghẹt thở, tôi muốn xỉu. Yeah. Yeah. Trời ơi. Trời ơi, tôi dũng cảm quá.
Trời ơi, em dung cảm quá Thành ơi. Không, thật phải sự. Dung cảm em, phải dung cảm em. Chơi lớn, mình chơi mà chơi lớn chứ không chơi nhỏ. Nếu anh là em, anh cũng chọn anh. Hồi nãy anh bước ra anh nói thôi, anh này có vẻ hơi lớn tuổi. Lát nhìn lại, ý cũng trẻ mà. Nói chuyện, ý chân thành, ý cũng thú vị, đàng hoàng, ý nhiều cái ý quạnh quá. Anh đã nói rồi, đàn ông yêu phụ nữ ở chỗ là người ta hiếm, người ta quý. Gái nào càng có giá, đàn ông càng thích. Nhưng con gái yêu đàn ông là phải nể. Không nể không yêu được. Chính xác em ạ. Thực ra mình có những góc mình tự ti, nhưng bỏ đi hết tất cả các cái chữ đấy thì chính ra em là một hoa hậu rực rỡ đấy chứ. Chứ gì nữa, tự nhiên mình suy nghĩ gì dữ vậy, mình hoa hậu mà trời. Tự dưng bạn ấy được yêu hoa hậu, bạn ấy thích mà. Thích mà. Đây mới là chị của em. Chắc chắn là như đó. Vậy. Hợp lý. Hợp lý. Hợp lý gia đình. 100%. Lại mình lại dê cái. Rồi mình dê cái cho yeah. Lấy tinh thần cái bỏ. 2 3. Yeah. Lại. Hồi của. 1 2 3. Yeah. Khoan, bây giờ như vậy nha. Nếu như mà anh này anh độc thân, em sẽ mời mọi người lên du thuyền. Du wow. thuyền nha. Tại sao mình không nghĩ về cái tương lai như vậy? Mỗi đứa cho nhau một cây gót. Ê, anh chưa bao giờ chơi môn chơi gót. Đúng. Chơi nha. Đánh banh tới đầu bán đất tới đó nha. Ok nha. Em sẽ mời mọi người đi du lịch Singapore nha. Ok. Không. Không phải đâu. Cảm ơn anh. Anh Thành. Yeah. 1 2 3. Yeah. Congratulations you guys. Mấy anh em, các cậu có thấy bọn họ có nét phu thê không nhỉ? Yeah. Thấy hai cái mặt sao giống nhau dễ sợ nha, đứng gần mới thấy giống nha. Không, bây giờ cho phép em là bây giờ xuống để nói chuyện với người ta một xíu rồi mới lên. Không, cái này phải nói chuyện. Đi xuống đi, nghe lời anh đi. Đi xuống đi. Đợi một lát nữa rồi nói tiếp. I wanna ask you some question. Who are you? Dạ, em tên Matt. Anh đến với cái chương trình này với cái lý do gì? Để tìm Hương Giang. Không thể chịu nổi. Nghe tìm Hương Giang, có vẻ anh đã nghiên cứu về con người này trước đó thì phải. Dạ có, em có nghiên cứu rồi. Vì sao phải nghiên cứu người ta nhờ? Vì em cũng rất là thích cái chương trình này. Dạo này hay xem chương trình này rất là nhiều. Rồi biết được có cơ hội tham gia cái chương trình này. Cho nên là em tìm hiểu Hương Giang rất là nhiều. Anh tìm hiểu Hương Giang vì một sự hiếu kỳ, tò mò muốn biết về người phụ nữ đặc biệt này, hay là vì anh thu hút bởi sự thông minh của cô ta? Cả hai luôn anh. Sau khi anh tìm hiểu về cô ta thì anh find out ra được điều gì? Hương Giang rất là xinh đẹp, một người rất là thông minh. Em cũng rất là thích một người giống như vậy. Bạn thích mẫu người phụ nữ thông minh? Yes. Bạn có ngại về quá khứ của cô ấy không? Là cô ấy đã từng là ai? Dạ không. Vì sao? Cái chuyện đó không có quan trọng. Ừ. Bạn có nghĩ là mình sẽ hạnh phúc khi mình lập gia đình với một người phụ nữ mà không có thể mang cho bạn nhiều đứa trẻ không? Dạ, cái đó là cũng tùy thuộc vào khi hai người đang tìm hiểu nhau, mình mới biết được cái câu trả lời của cái câu đó. Có nghĩa là cái người phụ nữ đó làm cho bạn yêu cỡ nào, đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà bạn cũng yêu những đứa trẻ, đúng không? Yes. Bạn có vấn đề gì không nếu mà hai người vẫn yêu thương nhau và vẫn có những đứa con nuôi? Cái đó chuyện nhỏ, có nhiều cách để solve this problem. Có nghĩa là miễn là có con thôi, đúng không? Yes, đúng rồi. Vậy thì bây giờ cho tôi hỏi nhé, tại vì bạn cũng là một CEO hả? Yeah. Cũng đã có địa vị, thì cho tôi hỏi là có bao giờ
gia đình của bạn là một cái trở ngại trong cái việc quyết định ai là người yêu hay là vợ bạn trong tương lai không? Dạ thì ba mẹ em chắc chắn là sẽ có ý kiến khác, nhưng mà quan trọng là cái sự quyết định là của em. Bạn đủ bản lĩnh để bạn có thể quyết định mọi việc trong cuộc đời bạn mà không thông qua gia đình chứ? Không phải là không thông qua, mình sẽ thông qua gia đình, nhưng mà cuối cùng là do mình quyết định. Bạn có tin là gia đình bạn sẽ chấp nhận khi mà bạn thuyết phục họ hay không? Dạ thuyết phục được anh. Chắc chắn không? Chắc chắn. Uh-huh. Tại vì mình đã make cái decision của mình thì mình chắc chắn sẽ có lý do riêng của mình. Mình sẽ nói những cái lý do đó cho bất kỳ ai hết. Ok. Dạ. Bây giờ câu hỏi nữa thôi. Bạn là một CEO, bạn đang có rất là nhiều những cái điều của một người đàn ông mà những người phụ nữ khác muốn có bạn. Why are you single? Thực sự cái câu chuyện này cũng hơi dài một tí. Bạn có muốn share không? Dạ em sẽ share một tí cho mọi người nghe. Thật ra thì em sang Việt Nam cách đây 4 năm trước. Rồi thì cái lúc đó thực sự rất là khó khăn với em. Không có nhiều bạn bè, không có người quen. Và cái khó khăn nhất là tiếng Việt. Nhưng mà tại sao bạn phải qua đây? Thứ nhất là qua đây để thành lập công ty. Sau đó thì cũng may mắn gặp được một người. Rồi người đó giúp em rất là nhiều về công việc, về cuộc sống và tiếng Việt. Thì có người đó em mới có hôm nay. Cho nên là em muốn gửi lời cảm ơn tới người đó. Chắc là bạn với người đó đã không còn sống chung với nhau nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Lý do là gì? Hai người tính cách không có hợp nhau. Rồi xảy ra nhiều mâu thuẫn. Bạn quen bao lâu thì bạn chia tay? Mình cũng quen gần 3 năm rồi. Một cái người phụ nữ như thế nào sẽ làm cho bạn hấp dẫn? Thứ nhất là trưởng thành, thông minh, rồi tính cách hợp nhau. Tôi nghĩ bạn yêu cầu những điều đó đúng, tại bạn là người đàn ông thành đạt, thành công. Dạ. Mình không thể kiếm những người phụ nữ quá trẻ con đi suốt ngày giận hờn đúng không? Dạ đúng rồi. Phải biết điều với mình và phải hiểu vấn đề nó đang xảy ra ở đâu để cùng mình enjoy cuộc sống này, chứ không phải để bắt lỗi bạn đúng không? Yes, đúng rồi, chính xác. Bạn yêu Việt Nam chứ? Yes, rất là yêu. Bạn sẽ nghĩ là bạn ở đây bao lâu? Chắc mãi mãi. Really? Yes, rất là thích cái cuộc sống ở Việt Nam. What about your family? My family will always come and visit me. Ah, that will come here. Yes, of course. Nhân tiện hỏi với gia đình thì hỏi rằng là nghĩa là anh có biết được cái phản ứng của gia đình anh nếu mà cái tập này nó sẽ phát sóng không? Bạn có nghĩ là bố mẹ bạn biết cổ là ai không? Nếu bạn về bạn giới thiệu. Em nói hết cho ba mẹ nghe rồi. Wow. Và reaction của họ là gì? Cố lên. Ôi. Đúng rồi. Không được, em phải tìm hiểu luôn đây mới được. How long you break up? Cũng gần 1 năm rồi. Ba của bạn quên hẳn chưa? Quên rồi. Dạ, quên rồi. Ba tiếp này không được, bây giờ em phải chơi cái quả này thôi. Giờ đã giới thiệu bố mẹ luôn rồi. Thì bây giờ em my mom there. Okay. My mom, yeah. Mommy. Okay, just kidding. Yeah. Con chào bác. Bạn đã bao giờ tiếp xúc với người nào làm việc trong showbiz chưa? Là làm công việc nghệ thuật đó. Dạ chưa. Có biết gì nhiều về cái lĩnh vực này, cái đặc thù của cái công việc này không? Không có biết nhiều. Không sao đâu. It's okay. Nhưng mà bạn có ngại khi quen một celeb không? Tại vì cô sẽ rất là famous, đi đâu người ta cũng biết. Rồi sometimes sẽ có những người nói ra nói vô á, người ta sẽ talk about your relationship á. Bạn có matter in what people say không? Tại vì mình làm gì người ta cũng có gì đấy nói về mình, cho nên cái đó mình không quan tâm tới. Không quan tâm. James xin phép hỏi Matt là bạn có sử dụng mạng xã hội nhiều không? Dạ, có Facebook, Instagram, Twitter cũng có. Yeah. Dạ. Bạn có care about social media nhiều không? Thì cũng bình thường. Ok. Anh này là người đúng là rất là tay, bởi tôi nói là cái người mà. Mà nói với anh đó là không, người Singapore không phải là ai cũng dễ tính hơn. Em không vấn đề. Chỉ là ghi cái câu của em nha. Nhưng không hiểu sao bạn em ở Sinh về Việt Nam làm. Em quen rất nhiều bạn Sinh mà dễ là màu tím. Nha, người Singapore không phải ai chơi golf cũng là màu tím đó. Nhưng mà anh ơi, tức là bây giờ anh đang là một doanh nhân tại Việt Nam. Nhưng mà nếu anh yêu đương có một mối quan hệ với một người trong showbiz, đặc biệt là Hương Giang, thì mối quan hệ này sẽ gọi là bị bàn tán rất là nhiều trên mạng xã hội cũng như là khắp tất cả các nơi luôn. Có lời xấu, có lời tốt. Thì anh sẽ phản ứng như thế nào với những cái đó?
sẽ không như anh tưởng đâu. Yeah. Mà nó sẽ lớn hơn rất nhiều. Even là sẽ có good words, có congratulations, nhưng mà sẽ có những cái bad words. Thì chắc chắn mình không có làm trong cái nghề showbiz, mình làm một con người bình thường, thì cũng có những người sẽ nói xấu mình, cũng có những người sẽ nói tốt về mình, thì cái đó là chuyện bình thường. Oh. Nên là bây giờ ấy, anh là độc thân, tức là anh và chị Giang sẽ có thể hoặc là không, nên em không biết là sau chương trình, nhưng mà hiện tại là hai anh chị đã thành công để thành một cặp, để sau đó tìm hiểu lẫn nhau. Thì nếu trong tương lai, có thể ngay khi mà tập này phát sóng ngày mai, anh nhận được rất là nhiều những ý kiến trái chiều, và đôi khi là nếu gia đình anh có biết ấy, thì em hy vọng anh sẽ strong, anh sẽ mạnh mẽ để vượt qua cùng với Giang nhá. Dạ yeah, dạ yeah. Hãy yêu thương chị ấy nhá. Dạ dạ. Down the shore there's a box under the sand. Chúc mừng bạn, congratulations. Dạ, em cảm ơn chân thành. Yeah, it's time for you. Come on. Quý vị và các bạn thân mến, qua những câu trả lời như thế này, mình mới thấy đàn ông là phải như vậy. Đây, gửi tặng mỗi người một điện thoại Samsung Galaxy A71, một điện thoại đẳng cấp với tất cả những tính năng ưu việt nhất hiện nay, và một bữa ăn tối tại hệ thống nhà hàng Hoàng Yến. Chúc các bạn. Wow, thưa quý vị, tôi không ngờ là người ấy là ai. Mùa 3 cuối cùng cô đã có một cái kết đẹp, và mời tất cả những vị cố vấn còn lại lên sân khấu để mình cùng chúc mừng cho Hương Giang. Và cảm ơn Matt, cảm ơn bạn đã đến với chương trình, và bạn là một người đàn ông rất là tuyệt vời. Tôi cảm ơn bạn vì cái sự vị tha của bạn, sự bao dung của bạn dành cho cô gái đặc biệt này, và tôi chúc cho bạn thật là hạnh phúc. Con cũng mời Mami lên sân khấu luôn. Rồi. Dạ thưa quý vị, dạ một buổi ra mắt đơn sơ, dạ biết đâu lát nữa. Ê các em, các em ơi, dạ mình đã chuẩn bị tâm lý đi ăn tối ở một nhà hàng sang trọng chưa? Đi du thuyền. Du thuyền, du thuyền. Nói gì nói, tụi mình cũng là những ông mai bà mối tụi em. Yeah. Mình có được một cái suất ăn miễn phí đó tụi em. Mọi người đi du lịch Singapore nữa. Singapore nha. Yeah, Singapore yeah, thắng yeah, tiếp. Yeah, yeah. Đưa tay đây nào. Người ấy là ai? Kỳ chọn đi. Không làm sao không hiểu. Sao buồn hả? Ok. Thì cứ thoải mái thôi. Thực ra cái áo này cũng mắc lắm đấy. Ừ. Cứ thoải mái thôi. Nói chung là đừng có bị tâm lý quá. Cứ thoải mái thôi. Thì mình chọn đúng cái gu mình thôi. Khi không biết gu mình, nhà không biết ngồi. Hey, có ai muốn nhận bó hoa này không mà? Tôi thấy hơi nặng rồi đấy ạ. Ai muốn lên thì cứ cầm. Ai muốn lên thì cứ lấy. Come on, come on, come on, come on. Woo!
Em nghĩ là trên này hiện tại giờ là ba người đều muốn luôn á thôi. Nhưng mà cậu đó đủ can đảm để bước đúng lên. Đúng rồi. Không hợp vậy thôi chị. Chỉ là just friend, just friend, yeah, thử just friend. Thôi. Thử đi ba. Tôi không biết sao nhưng tôi thấy như là thằng đàn ông nào dám làm thằng đàn ông nó ngon vậy thử. Ê, vui quá, tự nhiên em thấy xanh vui ghê luôn nha. Chào em. Em xin chào anh Trần Thành và ban cố vấn và cô gái đặc biệt ngày hôm nay ạ. Em là ai? Em tên là Tiến Thái Khoa, em đến từ Đức. Em sinh ra ở Đức hay sinh ra ở đây? Dạ, thật ra em sinh ở Sài Gòn. Lúc một tuổi thì em bay sang Đức cùng với mẹ em ạ. Ừ. Em trở về đây từ năm nào? Em mới trở lại đây được khoảng 2 tuần ạ. Wow! Oh my god, Destiny! Chị? Để làm gì hả anh? Ừ. Để tìm được một cái tình yêu thực sự. Oh, tan chảy. Bộ bên Đức không có tình yêu cho em tìm hả? Em cảm thấy là vẫn còn một cái chất người Việt Nam nào đó mà kéo em về. Vì sao em lại đến với người ấy lại? Tại vì cái hashtag của em là cơ hội đúng không ạ? Và em bay sang Việt Nam, thấy được cơ hội thì em nắm bắt ngay. Em sẽ ở lại đây khoảng bao lâu nữa? Dạ, em ở đây khoảng một tháng nữa. Em có dự định gì về cái việc là về Việt Nam lập nghiệp không? Duyên. Duyên? Ừ. Thì em sẽ nắm bắt cơ hội đó ở lại Việt Nam ạ. Hiện nay em đang làm công việc gì? Hiện tại em đang quản lý một cái nhà hàng cho bố mẹ và một người mẫu tự do. Nhà hàng bố mẹ ở Đức hay ở Việt Nam? Đến Đức ạ. Nhưng nếu nhà hàng đó không cần người quản lý, có người khác quản lý được không? Dạ, em nghĩ là được ạ. Ừ, bố mẹ nhiều nhà hàng mà đúng không? Dạ không, chỉ một cái ạ. À. Mà hình như tôi nhớ không lầm là nhà hàng của chúng ta cũng có thời gian sinh sống ở Đức đúng không? Bao nhiêu lâu? 7 năm. Ồ, duyên vậy. Ừ. Em ở đâu bên Đức? Em ở thành phố Augsburg gần Munich ạ. Còn Kỳ ở thành phố nào? Stuttgart. Khá là gần nhau. Trời ơi trời, hai người Việt bay qua Đức để sinh sống, sau đó bay về Việt Nam để gặp nhau, hú hồn không quý vị? Nếu không gọi là Destiny thì nó gọi là gì nữa ạ? It's Destiny. Tôi muốn biết em suy nghĩ gì về nữ chính ngày hôm nay. Trong đầu của em bây giờ rất là bối rối. Em không kiểm soát được cách suy nghĩ của mình hiện tại bây giờ. Thì anh cho em thời gian một chút. Được. Hôm nay bạn ấy quá chân thành luôn ấy. Quá tuyệt vời. Có lẽ là bạn ấy là người an toàn. Chân thành, lúc đầu khi giới thiệu bạn ở Đức thì cũng khá là hơi bất ngờ và những gì bạn nói tiếng Đức mình hiểu, nhưng mà mình không muốn nói cho bạn biết mình hiểu. Wow. Khi mà mình từ Đức về Việt Nam á, mình không thích quay lại Đức. Bởi vì khoảng thời gian mình ở Đức là lúc mình cũng chưa trưởng thành lắm và mình xa gia đình rất là lâu. Mình khóc nhiều ở bên Đức lắm. Mình sợ tuyết mùa đông của Đức.
nó lạnh lắm và mình sợ cảm giác đó lắm. Đó là lý do tại sao lúc đó mình muốn trao hoa cho bạn nhưng mình không vượt qua được. Nhầm, tất cả những gì mà Nhàn chia sẻ Thành rất là hiểu bạn. Có những cái nơi nó để lại cho mình quá nhiều kỷ niệm đau buồn và những sự trống trải, mình sợ phải gặp lại nó một lần nữa. Nhưng mà đó là cái việc sợ để ở lại với nó thôi. Chứ còn nếu mà để trở lại với một tâm lý và một tư thế khác thì nó sẽ hoàn toàn khác. Thí dụ trở lại để thăm ba má của bạn trai thì thực ra là mẹ rất quan trọng với mình và mẹ cũng chọn bạn ngay từ đầu. Đó là mẹ mình cũng nói là bạn chân thành. Dễ thương không? Và với cái cách mà một người đàn ông như bạn, bạn cho mình một sự mộc mạc nhất khi bạn đến đây. Cảm ơn rất là nhiều ạ. Bây giờ hỏi một câu thông minh nè. Rồi có làm chuyện thông minh hay không là một chuyện của em nha. Dạ vâng. Đố em biết em sắp phải làm gì nữa nè. Giao hoa. Dễ thương thiệt chứ. Quá đáng yêu. Lên đi chị. Tôi biết là bạn rất là rung. Tôi thấy những giọt nước mắt bạn rơi xuống. Tôi nghĩ là bạn là thật sự rất là nghiêm túc trong cái ngày hôm nay luôn. Thì tôi lại rất là sợ. Thôi chết rồi, lỡ tham gia chương trình mà cuối cùng mà bà chọn sai chắc bà bị buồn á. Nhưng trời ơi, ở đâu mà vũ trụ lại gửi Khoa xuống vậy Khoa? Nó dễ thương, nó vừa vặn mà nó hay ho, nó đáng yêu, nó tình cảm. Đúng không Nhàn? Có hả? Rất luôn. Rồi quay qua nè, nhìn nhau nè. Khoa. Nói cái gì trời ơi, ông nội ơi, hai người mắc cỡ, tôi cho tôi xỉu. Trời ơi, dạ thưa, tôi không phải là đại diện dòng họ hai bên. Nè, đứng trước thánh đường, các con hãy nhìn nhau. Thanh Nhàn con, Thái Khoa con, liệu con sẽ có thể nói một lời gì chân thành với cô gái này không? Khoa sẽ cố gắng hết sức để làm cho em vui cả đời ạ. Tôi chưa bao giờ tin là những chuyện vừa xảy ra đã xảy ra trên cái sân khấu này, thưa quý vị. Trời cũng thương, đã sinh Nhàn lại còn sinh Khoa. Thành thử ra thưa quý vị, không còn cái kết nào đẹp hơn nữa cho tập cuối cùng của Người Ấy Là Ai. Tôi muốn các khách mời mỗi người hãy chia sẻ một chút cảm xúc của mình khi tham gia chương trình ngày hôm nay, bắt đầu từ xong luôn ạ. Tại vì thời gian nó rất là ngắn để Khoa kịp biết được là đây là một người như thế nào. Tất nhiên là mình sẽ hy vọng nó sẽ luôn là màu hồng, nhưng chắc chắn nó sẽ có những cái điều mà Khoa chưa bao giờ gặp. Vì Luân là một người đã từng yêu những người lớn tuổi hơn mình rất nhiều. Chỉ mong là hãy cứ giữ cái suy nghĩ và cái sự chân thành như vậy đến mãi về sau. Mời Tú. Đối với Tú, đây là một tập rất là nhiều cảm xúc. Và đêm nay thì mình Tú nghĩ rằng là không chỉ là riêng Khoa mà tất cả mọi người trên sân khấu này đều cảm thấy rất là happy với điều này. Mình sẽ không nghĩ đến tương lai nhiều, chỉ nghĩ đến hiện tại. Và nếu như chúng ta có thể cùng nhau thì đó là một cái điều nó rất là viên mãn. Nhưng không cùng nhau thì chúng ta vẫn có thể là trở thành những người bạn. Mời chị Ngọc ạ. Chị thì vui lắm, là tại vì từ đầu tới giờ chị đã chọn đúng. Và chị hy vọng là bé sẽ tìm được những cái cảm xúc mà em đang thiếu. Và hy vọng là người này sẽ mang lại cho em cái lỗ hổng. Cái lỗ hổng trong trái tim của em.
Ủa mang lại lấp đầy lỗ hổng chứ sao là mang lại lỗ hổng được rồi. Mang lại thêm lỗ hổng nó chắc chết quá. Chết lấp rồi. Đầy lỗ hổng. Lấp đầy lỗ hổng. Dạ. Chị lỗ. Cảm ơn chị Hồng Ngọc. Mà Tom. Yes. Just give her time to be herself again. You can be able to help her for in a good way. So step by step. Nothing too fast. Just be friend and going there together and learn more of something from each other. What happened today to you guys? I don't call it lucky. I call it destiny. Good luck. Yeah. You was born to meet. If you can go together, it depends on how you walk. Giấc mơ của mẹ phát sóng 20 giờ thứ hai, 3, 4 xem đồng thời trên Vion.